Cậu con trai nào mà tuổi mới lớn ấy, thường hay là có những cái tò mò của mày to mà của tao không to bằng, thế nên là sẽ lo. Đây đâu phải là do phái nữ đâu, mà do chính trong tâm lý của các đấng mày râu các anh đấy Cô tâm lý thế nào? chứ. Chẳng thấy đem lại một cái cảm giác gì, bởi vì là hơi kích thước, là hơi khiêm tốn. Chị em phụ nữ đôi khi là hay có cái câu chuyện thầm kín, tâm sự chia sẻ riêng với nhau đấy. Nhưng mà thực ra số đó rất là ít thôi. Hai lần không sao, nhưng mà đến lần thứ ba thì chắc chắn phải là có một suy nghĩ rồi. Các anh tại sao lại phải lo lắng về vấn đề kích cỡ đúng không ạ? Không, vẫn phải lo chứ. Nó không liên quan quá nhiều đến cái chất lượng của cuộc yêu đâu. Bằng chứng đây, anh sẽ thấy ngay sau đây đây. Quay trở lại về cái việc là nam giới lo lắng về cái kích thước của cậu nhỏ của mình nhá. Theo anh thì nguyên nhân là vì sao? Nếu như nói rằng là nguyên nhân là vì lo lắng cho việc tương lai sau này bị người vợ cười chê thì nghe có vẻ nó xa vời quá không anh? Liệu là một chàng trai mới lớn liệu có đủ cái tầm nhìn để mà lo đến mức độ đến như vậy không? Anh nghĩ thế này, cái lo lắng đầu tiên là khi mà tất cả những cậu con trai nào mà tuổi mới lớn ấy thường hay là có những cái tò mò cùng với những bạn cùng lứa với mình, hay có sự anh so giống sánh, anh cũng tò mò trước hay thế có đúng sự không? so sánh của mày to mà của tao không to bằng, thế nên là sẽ lo, dẫn đến nỗi lo sao của mình lại không bằng của nó đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải công nhận với nhau và khẳng định với nhau một điều rằng là khi mà lập gia đình với nhau, chuyện quan hệ vợ chồng sẽ cái điều đó nó cũng quan trọng. quan trọng, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà em có tò mò một điều, đa phần các cậu con trai là đều cảm thấy rằng là mình nhỏ hơn so với bạn của mình, nhưng trên thực tế thì tại sao thế được? Chắc chắn là phải có một người to một người nhỏ chứ ạ, đúng không ạ? Tại sao cả hai lại đều cảm thấy là mình nhỏ hơn người bạn của mình? Anh nghĩ rằng đấy là thế cái thì sự chắc chắn là tâm lý rồi đúng không anh? Tâm lý và từ tự tin. Tự tin về bản thân mình. Bởi vì là chúng ta phải nói rằng là người châu Âu khác, người châu Á khác, người châu Phi khác, đúng không? Mỗi một người ở mỗi một vùng miền thì chắc chắn là cái cơ địa của họ phát triển khác nhau. Đấy, họ phát triển khác nhau cho nên là dẫn đến là tất cả các cậu nhỏ rồi cũng kích cỡ cũng sẽ khác nhau. Đấy, và một điều thế này, tại sao chị em phụ nữ anh thấy là cứ hay bị quan tâm nhiều vấn đề đấy? Phải chăng là chính chị em phụ nữ đang tạo một cái áp lực cho cánh mày râu về cái việc đó? Bởi vì là chị em phụ nữ cứ phải đôi khi là hay có cái câu chuyện thầm kín, tâm sự chia sẻ riêng với nhau đấy. Chồng tôi thế kia thì tôi vui vẻ, tôi thỏa mãn, nhưng mà tôi chán lắm không được, thế nọ kia không thỏa mãn thọ kia. Đây đâu phải là do phái nữ đâu, mà do chính trong tâm lý của các đấng mày râu các anh đấy chứ. Cô tâm lý thế nào? Nhưng bây giờ em đại diện cho phái nữ đi, em có đồng ý với anh một điều rằng là cái chuyện đó nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc giữ gìn hạnh phúc cho gia đình không? Có không? Có. Em không phủ nhận rằng là cũng có những trường hợp những người bạn của em có tâm sự rằng là cũng chia sẻ rằng là cứ cảm giác như là chồng mình chẳng đi đến đâu ấy, và chẳng thấy đem lại một cái cảm giác gì, bởi vì là hơi kích thước, là hơi khiêm tốn. Nhưng mà thực ra số đó rất là ít thôi, và cái chuyện kích thước này em xin chia sẻ luôn, nó không liên quan quá nhiều đến cái chất lượng của cuộc yêu đâu. Hình như là cái việc này chỉ do áp lực tâm lý của các anh mà thôi, chứ thực ra phụ nữ của em rất hài lòng đấy chứ. Đàn ông ai cũng ảo tưởng, cứ nghĩ rằng là mình cần phải khủng khiếp như thế nào đấy, cứ nghĩ mình phải ở một cái tầm như thế nào đấy mới làm vừa lòng chị em, mà không nghĩ rằng là như vậy đã là rất là tốt rồi. Các anh tại sao lại phải lo lắng về vấn đề kích cỡ đúng không ạ? Không, vẫn phải lo chứ. Tại sao? Lo là bởi vì sao? Bởi vì là sau mỗi một cái cuộc yêu mà nhiều khi nhìn vào thái độ của cái người đối diện, thấy họ không được gọi là vui vẻ lắm, họ không thấy hạnh phúc, họ không thấy những người viên mãn lắm, thì mình chắc chắn là mình nghĩ rằng mình chắc là mình chưa làm hoàn thành nhiệm vụ. Thì một lần không sao, hai lần không sao, nhưng mà đến lần thứ ba thì chắc chắn phải là có một cái suy nghĩ rồi. Và chắc chắn lúc này là em nghĩ là đảm bảo là phải có vấn đề, chứ không thể nào phải có vấn đề nhưng vấn đề chưa chắc đã là ở vấn đề kích cỡ. Bởi vì rất nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến cuộc yêu, chứ đâu phải là chỉ có mỗi kích cỡ đúng không anh? Chưa ra trận đã là hết đạn đấy ạ.